nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với ủy viên Trung ương Đảng, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước đã ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Ngày 10 tháng 9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gặp và hội đàm tại Hà Nội, Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh một giai đoạn lịch sử mới của tình hữu nghị và hợp tác song phương với việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và tự cường. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị ngoại giao và sẽ thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên ở tất cả các cấp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố lòng tin chính trị. Tổng thống Biden chúc mừng những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình và ổn định toàn cầu, trong đó có việc tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng như cung cấp năng lực ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn để xử lý các thảm họa thiên nhiên trên toàn thế giới. Việt Nam và Hoa Kỳ dự định tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và toàn cầu mà hai bên cùng có lợi ích và quan tâm, đóng góp vào các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, lớp thứ 2. Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức là yêu cầu đặt ra trong mỗi nhiệm kỳ đối với mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, góp phần giữ vững, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn với yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan địa bàn, tạo sự đồng thuận, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Ngày 11 tháng 9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai các đề tài thuộc chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025, nghiên cứu vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội nghị, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ nhiệm chương trình nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng. Quan điểm chỉ đạo đầu tiên của Đại hội 13 mang tính xuyên suốt, bất di bất dịch là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề mang nguyên tắc sống còn đối với chế độ ta, nền tảng vững chắc của Đảng ta. Đây là sự bổ sung vô cùng quan trọng, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, cũng như lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các thành viên tham gia, các đề tài thuộc chương trình cần chủ động nỗ lực cao nhất, không chỉ làm rõ việc vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, mà phải có trách nhiệm chính trị phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 5 tháng 9 năm 2023 đã tiến hành các phiên bế mạc khóa họp lần thứ 77 và khai mạc khóa họp lần thứ 78. Với việc kết thúc khóa 77, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Đại hội đồng từ tháng 9 năm 2022 tới tháng 9 năm 2023. Sự kiện này khẳng định vị thế và uy tín của nước ta trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực, trách nhiệm vào việc giữ gìn hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ trên thế giới. Là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các cam kết quốc tế về quyền con người, nỗ lực thúc đẩy quyền con người.
Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò thành viên một số cơ quan của các tổ chức quốc tế quan trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam đã cùng một số nước đề xuất các sáng kiến giải pháp trên nhiều vấn đề lớn của Liên Hợp Quốc. Trong 46 năm là thành viên của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã gánh vác nhiều trọng trách, có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh. Với đường lối đối ngoại đa phương đúng đắn, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho những mục tiêu cao cả của Liên Hợp Quốc, góp phần giải quyết xung đột, duy trì hòa bình, ổn định cho khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị và các đồng chí, trang bị vũ khí tư tưởng và nâng cao hiểu biết, nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ và mục tiêu của các nhà trường quân đội. Tại trường Sĩ quan Chính trị, có một mô hình câu lạc bộ qua nhiều năm đã dần trở thành một mô hình sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, trở thành hạt nhân trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là buổi diễn tập đấu tranh trực tiếp trên không gian mạng của các thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ trường Sĩ quan Chính trị trước các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên Internet, mạng xã hội. Các tình huống cụ thể sẽ được đưa ra để học viên nhận định tình hình, lên đề cương, viết bài đấu tranh trực diện, thực hiện tương tác, chia sẻ, bình luận, tạo diễn đàn sôi nổi ở mỗi bài đăng. Tôi nhận thấy rằng các hoạt động của câu lạc bộ lý luận trẻ hết sức là thiết thực và cần thiết cho thế hệ thanh niên chúng tôi được thoải mái thể hiện những cái quan điểm, bày tỏ những cái tâm tư của mình trên mạng xã hội đối với những cái quan điểm sai trái mà chúng tôi cho rằng đó là cần phải đấu tranh, loại bỏ. Và đó cũng là một hoạt động để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quá trình học tập và công tác của chúng tôi. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên câu lạc bộ lý luận trẻ ở trường Sĩ quan Chính trị đã có hàng ngàn bài viết cùng hàng trăm nghìn lượt bình luận tích cực trên các trang mạng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ lý luận trẻ còn tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng định kỳ hàng tháng với nhiều chủ đề, chủ điểm khác nhau, thu hút thanh niên tham gia trao đổi, thảo luận, bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay, các sự kiện chính trị xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức đoàn, hội, đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ. Khi tham gia vào câu lạc bộ, tôi còn được bồi dưỡng về kỹ năng viết tin bài, phản biện và thể hiện quan điểm cá nhân của mình một cách đúng đắn về tình hình chính trị của thế giới, đất nước, quân đội và đơn vị. Từ đó lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, học viên, chiến sĩ trong toàn đơn vị về kỹ năng nhận diện, đấu tranh và phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Tất cả các đoàn viên đều được khuyến khích tham gia câu lạc bộ trên cơ sở là tinh thần tự giác, tự nguyện. Và chúng tôi lựa chọn trong số đó những đồng chí nào mà có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và đặc biệt là có kỹ năng, cái sự nhạy bén trong nhãn quan chính trị để trực tiếp tham gia làm những bút chiến trên mạng xã hội. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019 theo chủ trương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên cơ sở mô hình câu lạc bộ 47 đã được thành lập trước đó. Đến nay, mô hình câu lạc bộ lý luận trẻ có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Các thành viên trong câu lạc bộ dần phát huy vai trò là những cây bút phản biện sắc bén trên không gian mạng, kịp thời định hướng dư luận và thanh niên, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, độc hại trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã đồng hành cùng bản tin 35 online của báo Quân đội Nhân dân. Chương trình tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.